mình đang trong cái thời gian này là trái nhiều quá à. Phượng không biết nói làm sao, Phượng chỉ mong tất cả các bạn xem cái video này và chia sẻ tất cả mọi người xem. Mỹ mà Phượng thấy nước Mỹ mà bị cháy rừng cháy nhà vậy, Phượng rất là cảm động. Phượng thấy Phượng buồn, nhiều khi mình nhìn mình coi chứng kiến cái cảnh này mình rớt nước mắt luôn á các bạn. Mình không biết nói sao, mình chỉ cầu mong là mọi người bình yên thôi. Khi Phượng hay tin ở gần nhà Phượng á có quả quạng cháy rừng cháy đồi thì Phượng chạy vô trong nhà, Phượng lấy chìa khóa, Phượng phóng lên xe, Phượng chạy tới nơi để Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Và trên đường đi thì Phượng rất là hồi hộp, băn khoăn không biết là tới nơi rồi mình có quay được những cảnh gì cho các bạn xem. Và hôm nay á, thì Phượng quay những cái cảnh rất là hay và hấp dẫn, chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Tới nơi rồi, bây giờ mình tới nơi rồi các bạn ơi. Và trước mặt Phượng là những cái máy móc trang thiết bị để chữa cháy, chống cháy đó. Đó là những cái máy móc mà ở chỗ này người ta chuẩn bị. Và trước mặt Phượng là có những cái bình màu trắng trắng, đó là trong đó là thuốc đó. Phượng thấy những cái người lính cứu hỏa người ta cực lực, người ta lấy những cái bình đó ra, người ta bỏ vô trong cái bồn màu đỏ rồi tới màu cam để người ta pha ra. Khi mà Phượng đứng ở bên ngoài, Phượng nhìn rất là kỹ. Nhưng mà tiếc có một cái, Phượng đứng ngoài hàng rào thôi, Phượng không có được vô trong. Và trước mặt Phượng là có những cái ống nước nè, là người ta pha thuốc xong rồi đó, người ta sẽ truyền ra ngoài cái bồn màu đỏ ở ngoài này nè, để cho những cái thuốc nằm xa xa, những cái xe pha thuốc nó an toàn hơn. Và chuẩn bị đợi máy bay về để hút những cái thuốc này đem đi. Đó, bây giờ máy bay về tới rồi đó các bạn ơi. Máy bay mình là bây giờ làm việc rất là cực lực. Trong cái thời điểm này là những cái âm mà biết đâu bay tới bay lui, bay tới bay lui, bay quanh vòng vòng. Cái chất màu hồng này xuống rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhiều người á, người ta cũng thích coi mà có con nhỏ rồi cái người ta đem cái miếng mũ ha, miếng manh gì đó trải ở đó rồi đem chút xíu đồ ăn về tới cho con nhỏ mình ngồi mình ăn. Rồi xong rồi nếu mà máy bay mà về mà hút mấy cái bột mà chống cháy á, thì đứng dậy một cái ù lên nhìn trên trời, ô máy bay về rồi, máy bay về rồi các bạn. Đó, thấy đằng xa có một cái hộ gia đình đó đứng ngồi rồi ăn uống trong cái thời gian mà đợi máy bay về đó. Hôm nay á hả, Phượng đi tới đây Phượng thấy được cái nước Mỹ mình rất là văn minh, hiện đại, làm những cái công việc giống như lấy mấy cái bột chống cháy này nè, và
đem tới cái chỗ mà chữa cháy đó rất là hay. Phượng lần đầu tiên gặp luôn á, cho nên Phượng quay Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Máy bay này về và Phượng nhìn từ xa và Phượng đứng ở ngoài phía hàng rào, Phượng gác cố gắng làm sao Phượng đưa cái điện thoại Phượng phía trong cái hàng rào để Phượng quay được cận cảnh này cho các bạn xem đó. Đó, đây là một cái chiếc máy bay vĩ đại của nước Mỹ cứu được biết bao nhiêu người, được biết bao nhiêu là những cái mảnh đất bị cháy đó. Bây giờ đưa cái ống xuống để hút những cái hóa chất đem tới một cái nơi để chữa cháy, làm cho ấm lòng người dân trong cái lúc mà người dân đang điêu đứng và buồn rầu. Ở trước mặt mình đó là có một cái âm trực thăng phi công lú cái đầu ra, tại vì Phượng đứng ngoài hàng rào Phượng nhìn thấy ảnh lú cái đầu ra để ảnh nhìn ở trong cái bồn màu đỏ đó, coi quan sát để khi nào mà tới hút hết những cái hóa chất đó xong rồi là ảnh chuẩn bị là cất cánh không bay đi. Và Phượng thấy những cái anh phi công làm việc ăn chay, chứng kiến cái cảnh này Phượng mới hiểu được là trên đời này có nhiều người vĩ đại, học cao vĩ rộng và làm những cái công việc mà để đời giúp ích cho xã hội quá. Mình thấy Phượng rất là thương những cái người này. Bây giờ anh chuẩn bị bay đi để cứu rất là nhiều mảnh đất đang trong cái thời gian mà nguy kịch. Biết có một điều là cái nơi mà cháy đó không có cho Phượng tới để Phượng quay những cái hình ảnh mà đã được dập tắt và Phượng chia sẻ cho các bạn xem cái hóa chất và cái thuốc này nè, rất là tuyệt vời, cứu nhiều hộ gia đình quá. 2 đồng 1 cây các bạn ăn giải khát. Buổi trưa đứng đây canh mấy cái chiếc máy bay mà chống cháy á, mình đứng đây mình khát nước quá, bây giờ mà nói khô cổ họng rồi, bây giờ á hả phải buông cây cà gem để ăn rồi chờ máy bay về tới rồi mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem. Cái cảnh này là cảnh nóng hổi luôn, phừng phừng luôn á, nóng tới con người mình á, bây giờ cần phải giải nhiệt. Được dập tắt rồi nè các bạn ơi, và những cái hóa chất này rất là an toàn cho những cái nhà xung quanh. Phượng thấy Phượng rất là vui mừng khi chứng kiến cảnh máy bay dập tắt ngọn lửa để người dân mình yên tâm thoải mái khi không có sợ hỏa hoạn gần nhà mình nữa. Bay tới mấy ảnh làm việc rất là đắc lực á các bạn, và bay trên trời vậy nè, bay tới bay lui mà chữa lửa trong cái tình trạng này rất là nguy kịch. Nhiều khi mình thấy người ta cũng đem cái sinh mạng của người ta ra để người ta làm những cái công việc mà có ích cho xã hội, cũng thấy mình rất là xúc động và cảm động. Phượng không biết làm sao mà để giúp Phượng là người, mặc dù Phượng là người con của xứ sở Việt Nam, Phượng sinh đẻ Việt Nam, nhưng mà Phượng
bên người Mỹ này, và Mượn thấy như vậy Mượn rất là đau lòng và thương. Mượn chỉ mong là ơn trên phù hộ độ cho đừng có mấy cái chuyện này đừng có xảy ra nữa. Mà cái thuốc này rất là đắt tiền, làm như vậy là chính phủ rất là hao tốn, Phượng thấy mình rất là tội nghiệp luôn á. Quá chất chống trái bay văng tùm lum trên đầu của Phượng luôn, và văng ngay chỗ cái máy quay phim của Phượng. Mong các bạn coi cái đoạn này á, là cái máy quay phim của Phượng bị dính cái quá chất này và hơi bị mờ mờ, các bạn xem thông cảm nha. Có nhiều người dân đứng ngồi không yên, người ta rất là trông chờ những cái người mà lái máy bay xuống đây để hút những cái chất đó đem về thả mấy cái chỗ mà bị cháy đó. Và Phượng không biết nói làm sao, Phượng không biết làm sao nói luôn. Phượng cũng muốn vô giúp lắm nhưng mà Phượng đâu có khả năng đâu. Phượng chỉ đứng ở ngoài, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem và thấy cái tình cảnh mà cứ cháy rừng rồi cháy nhà hoài à, mà Phượng không có quay được cái cảnh mà đang cháy. Tại vì cái lúc mà đang cháy đó người ta không có cho mình vô quay. Mà hôm nay thấy tân tiến quá, nước Mỹ mình càng ngày càng tiến bộ đi lên, và thấy mấy cái người mà lái máy bay đi tới quay vô trên đầu, làm cho cái đầu óc mình nó gài nó đang hoảng loạn luôn. Mà thấy những cái cảnh này mình thấy mình khâm phục nước Mỹ, mặc dù Phượng là cái người Việt Nam
Phượng sống ở trên nước Mỹ mà Phượng thấy nước Mỹ mà bị cháy rừng cháy nhà vậy, Phượng rất là cảm động. Phượng thấy Phượng buồn, nhiều khi mình nhìn mình coi chứng kiến cái cảnh này mình rớt nước mắt luôn á các bạn. Mình không biết nói sao, mình chỉ cầu mong là mọi người bình yên thôi. Đứng ở đây mà mình đợi máy bay về mà cái tim gan mình cứ hết lơm hết xuống vậy đó. Mình thấy mình rất là cảm động. Không biết tại sao lúc gài ở bên Mỹ, ở chỗ Cali San Jose của Phượng á, cháy rừng hoài à, làm cho cái người dân mình á, cũng đau lòng lắm. Rồi nhiều người xung quanh á, thì lộn xộn đủ thứ lục đục. Và trong cái mùa Covid này, Corona nè, Phượng thấy Phượng rất là buồn các bạn ơi. Và Phượng quay cái video chia sẻ cho các bạn xem. Có những lúc mà máy bay về rồi máy bay đi, máy bay qua rồi máy bay lại, Phượng thì không có thể nào Phượng giúp được. Chắc lát Phượng có phải đi ghé vô trong cái chùa ha. Qua ngày hôm sau Phượng đi lên Thiên Long Sơn để Phượng cầu nguyện, cầu cho thế giới bình an, cầu cho nhiều người khỏe mạnh, Covid vào mau. Bây giờ Phượng vô trong Phượng cầu nguyện. Nơi đây rất là trang nghiêm và ấm áp. Điện Phật. Trong mùa Covid thì có rất là nhiều người đứng ngồi không yên, và Phượng cũng thấy căng thẳng quá. Bây giờ Phượng nghĩ ra, Phượng kiếm một người để Phượng làm những cái chuyện gì vui vui, bớt căng thẳng trong cái lúc Covid rồi cháy rừng. Bây giờ Phượng đi. Trên đường đi lên thì ở phía sau lưng Phượng phong cảnh rất là đẹp. Và lúc gài trong mùa Covid thì Phượng leo lên tới đỉnh núi, tới thăm Điện Ngọc Hoàng. Và trên đường đi có anh Việt Nam đi chung, hôm nay chia sẻ cảnh mùa Covid rồi cháy rừng hỏa hoạn ở San Jose, cháy tới tấp đầu này tới đầu kia, thấy rất là mệt mỏi. Và Phượng nhờ anh này làm những cái cảnh gì vui vui cho các bạn xem nha. Biết là Phượng chỉ còn biết là đi lên tới Điện Ngọc Hoàng cầu nguyện làm sao cho ông Ngọc Hoàng ổng phán ra một cái chiếu lệnh đừng quả hoàng nữa. Dạ thưa anh, có phải anh là Ngọc Hoàng không anh? Dạ mình là Hoàng nhưng thôi mình không phải Ngọc Hoàng. Dạ em bước chân lên tới trên đỉnh này là em kiếm ông Ngọc Hoàng để em hỏi coi tại sao San Jose cứ tối ngày cứ quả hoàng hoài. Anh là Ngọc Hoàng, anh chiếu phán làm sao để cho đừng quả hoàng, mưa gió tới đi chứ quả hoàng hoài gì, dân chúng lục đục quá. Thì Ngọc Hoàng cũng không biết nữa. Sao tới con không biết được. Thì em cũng bây giờ thôi em quỳ xuống đây em cầu khẩn Ngọc Hoàng làm sao để cho đừng quả hoàng Covid đồ cho qua đi chứ giờ làm như vậy dân chúng đồ náo loạn hoàn toàn, đau khổ quá Ngọc Hoàng ơi. Cho Ngọc Hoàng phán nè, một tháng nữa thì hết cháy. Dạ. Tháng 3 thì hết Covid. Dạ. Được chưa? Dạ. Con cảm ơn Ngọc Hoàng nhiều lắm. Tiện Ngọc Hoàng ơi, có Lan Vy tới đây cũng xin xỏ Ngọc Hoàng nè. Thôi Ngọc Hoàng phán cho Lan Vy về để cho cái khu vực của Lan Vy cũng đừng quả hoàng, đừng Covid giùm con. Tôi chứ đứng hơn Ngọc Hoàng, cao hơn Ngọc Hoàng. Quỳ xuống. Lan Vy xuống đây.
Ủa vậy vậy cô Vi, cô Vi ở chỗ nào, vùng nào vậy cô Vi? Ở vùng mà ở vùng gần San Jose. Ở vùng San Jose thì đây đến kia cũng San Jose rồi. Miêu Bi Tát là Vi ở vùng Miêu Bi Tát. Thế đây là Miêu Bi Tát rồi nè. Dạ, dạ thưa Ngọc Hoàng. Dạ cho con nói Lan Vi là ở Miêu Bi Tát, con là dùng San Jose. Miêu Bi Tát San Jose gần quá cho nên Lan Vi cũng sợ, rất là sợ. Mong Ngọc Hoàng chiếu lệnh mưa gió bão bùng dùm con để cho tụi con không có còn phải lo sợ. Còn lo sợ Ngọc Hoàng ơi. Bây giờ Ngọc Hoàng xuống Miêu Bi Tát rồi cho nên là ở đây không có trái đâu. Dạ. Ở đây những vị Long Vương giờ Long Thần giờ phù hộ cho. Thì phù hộ trong 60 ma xung quanh ở vùng này. Rồi còn cái vụ Covid, Covid này Ngọc Hoàng xử sao? Qua Trung Quốc hỏi nó. Trời ơi. Các bạn ơi, Covid, Covid thì Ngọc Hoàng nói qua Trung Quốc mà các bạn giờ sao giờ các bạn? Trời nhưng mà ơi. tháng 3 là sẽ yên. Rồi. Bây giờ Phượng sẽ di chuyển tới cái chỗ khác Phượng chia sẻ nữa ha. Phượng cảm ơn Ngọc Hoàng đi. Xong rồi, cảm ơn Ngọc Hoàng. Dạ, con xin cảm ơn Ngọc Hoàng. Con chúc hơi Ngọc Hoàng một chút xíu lấy hơn. Mong Ngọc Hoàng phù hộ đổ giùm con. Trời, thấy Ngọc Hoàng nổi dưng à chưa? Hết phim. Xin chào các bạn. Giảng phim nha. Quá phục rồi. Nicky. Nè, hôm nay nè, có Nicky Trần đi với Phượng nè, đi chùa cầu nguyện cho thế giới mình bình an nè, không có quả quản nè. Sao Nicky? Thế hôm nay sao? Rất là khỏe, đi lên được tới đỉnh núi rất là mừng luôn. Lúc đầu là tưởng nào là không có lên được tới đỉnh núi, cứ đi từng đoạn rồi cố nhủ mình nói à, thôi để ráng thêm đoạn nữa, ráng thêm đoạn nữa. Cuối cùng cũng lên được tới đỉnh, rất là mừng. Mà đi lên đây cái tinh thần rất là khỏe nha. Rồi. Nha. Vậy hả? Bữa nay có Lan Vi nữa nè, đi chung nè. Sao? Sao hôm nay chị đi vô thấy sao? À, hôm nay đi lên đây thấy bình yên. Ở trên đây tại vì mấy bữa gài lộn xộn ở dưới trái nhiều lắm, khói đồ mịt mù hết. Nhưng mà lên đây được hít thở không khí trong lành rất là bình yên. Rồi ở đây nè, núi thì mình thấy bao la rất là rộng rãi. Mà mình đi bây giờ mình đi tới trên đỉnh luôn nè. Còn sớm giờ đi á rất là mệt, nhưng mà khi mà tới đây rồi á thì mình thấy khung cảnh ở đây á mình rất là thích. Tới núi Thiên Long Sơn nè các bạn, thì ngay chỗ này có một cái cục đá to này. Vừa nghe nói là cái đá này là nếu mà mình ôm vô mình cầu nguyện á thì những cái điều may mắn tới với mình. Thì Phượng thì không có cầu nguyện gì, giống như nãy Phượng chia sẻ với các bạn biết là Phượng cầu nguyện những gì thì các bạn thấy đó. Rồi bây giờ thôi mình cầu nguyện đi. Mong phúc thấy dân an, mưa nước cho nhiều để dập tắt quả quạng Covid xa rời. Ở gần Phượng thì có Ngọc Hoàng đang ngồi đây. Ngọc Hoàng cũng phán từ nãy giờ rồi, thì Phượng cũng cầu mong là chờ Phật phù hộ độ cho tất cả mọi người bình an. Đây là gì vậy anh? Đây là thủy cung Thánh Mão. Cái này là con, hình như là nghe anh Kiệt nói là con út của Long Vương. Dạ. À, không thì em muốn xin cho nó không có trái nữa thì cầu. Dạ. Em không có xin mà giờ à, em vô em ôm, em lấy hơn. À, đó, em cho, vút, xin em chút nước. Hơn, xin để chút cho nước để dập tất cả mọi người bình an nha anh nha. À. Đừng có trái quả quạng nữa, Covid, Covid đồ qua mau. À. Không biết, nhờ anh chia sẻ giùm em đi, Phật này Phật gì vậy anh? Cái này là khúc gỗ rất là nặng và bạn của anh Kiệt á, hồi xưa người ta đẻo cái này để đẻ nhà đó. Giờ anh Kiệt nói là cái vị đó ở trên chuyển cho họ, cho nên là họ mới đem tới đây để cúng cho Thiên Long Sơn. Thì cái tượng này là của Đạt Sư Lạt Na đó, và của bên Thiên Trúc và bên Ấn Độ hồi xưa thì tổ đi qua Trung Quốc đó. Thì cái hình tượng này là nhiều người biết
Nhưng mà cái ấy là người ta lấy được một cái cửa lớn như vậy để mà đẽo ra được cái tượng này rất là quý. Dạ. Rất là nặng. Dạ. Đi tới đây thấy an nhàn quá. Mình đi lên ngọn núi này mình ngồi mình cảm thấy sảng khoái tinh thần làm sao á. Khí hậu mát mẻ trong lành. Hèn gì ở chỗ này có nhiều người người ta thích tới đây. Bây giờ Phượng tới đây Phượng mới cảm nhận được điều đó. Của Phượng luôn. Linh Kali dưới tay. Chào khán giả của Phượng Kali nha. À, bằng tuổi đó. Hôm nay mấy chị em đi chùa cầu nguyện cầu Phật trời cho đừng có cháy rừng Covid qua mau. Đó, rồi chị em làm kênh YouTube phát triển, bà con trong nước ngoài nước thương ủng hộ. Người cần xuất hiện đó thì là không lên phải không? Đó, Lan Vy USA. Một người mà là cần đó, người xuất hiện đó, thì là cứ hiền hiền ra trước mặt. Bây giờ không giống hiện che rồi nè. Xuất che mở, che mở. Con của Nikki. Nikki Trần. Con tên gì? Henry. Hôm nay được chị Thảo Kali, chị Linh Kali, Nikki Trần, Lan Vy USA gặp mặt với nhau, vui ơi là vui luôn. Và cùng thành tâm cầu nguyện cho thế giới bình an, Covid trôi qua và đừng có quả quạng trái rừng, trái đồi. Phượng quay chia sẻ cho các bạn xem. Các bạn ơi, đây là Lan Vy USA nè các bạn. Đây là Phượng nói thiệt, đây là chị ruột của Phượng, là chị rất là hiền dễ thương. Mong tất cả các bạn vô cái kênh Lan Vy USA ủng hộ giùm Phượng và Phượng Kali. Còn đây là Lan Vy USA, rồi Thảo Kali ở đây nữa nè. Hôm nay mấy chị em gặp lại vui quá. Ôi vui quá, khá là vui. Cái Trần ăn gì đó. Mới vừa ăn xong một tô cuốn mắm, bây giờ có power rồi, có năng lượng rồi. Đó. Bây giờ Ngọc Hoàng nè, chồng Phượng thì ngồi ăn với Ngọc Hoàng, ăn cuốn mắm. Đó. Ngoài có điều lạ là ăn mà cứ bịt khẩu trang vậy rồi sao thì mở khẩu trang ra đi Ngọc Hoàng ơi. Ăn mà cứ bịt khẩu trang mắc cỡ là sao? Rồi sao hả, miệng cảm? Hả? Ngọc Hoàng có cách này. Ngọc Hoàng say kìa, thôi mượn dừng phim tại Ngọc Hoàng mắc cỡ lắm. Anh ơi, hôm nay anh đi tới Thiên Long Sơn này anh thấy sao anh? Lên đây thì thứ nhất là gió rất là mát ở trên đỉnh núi này, thấy gió mát mà coi như thấy mọi người cũng rất là an lạc, coi như là được đi lên để mà chiêm ngưỡng thánh thần và Phật. Dạ. Thì em ở trong cái mùa Covid này em lên em cầu Phật trời phù hộ độ cho Covid qua mau. Và San Jose mình cháy rừng nhiều quá, thì anh thấy cái tình trạng cháy rừng sao anh? Coi như là nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người, bởi vì khói nó bay đi khắp tất cả những vùng Bay Area. Bởi vì rất là mong rằng là mọi người coi như là
cố gắng gìn giữ, đừng có để cho nó cháy trong cái vườn của nhà mình. Cây cối nếu mà cần chặt bớt đi, rồi coi như là rồi mình cố gắng mỗi người một tay, thì hy vọng rằng là cái cháy rừng nó sẽ được giảm bớt. Dạ. Dạ, vậy hôm nay em với anh là lên đây là cùng một tâm nguyện là cầu nguyện trời Phật phù hộ độ là coi như không có cháy rừng ha. Dạ. Rồi Covid qua mau ha anh ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, vậy em cũng cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh chia sẻ. Dạ, rất hân hạnh được dạ. Làm quen với chị. Dạ, bye anh. Dạ, trời. Mong chúc quý vị năm Covid này được mọi sự được bình an, gia đình hạnh phúc, coi cho nhiều, giúp cho cô này được tăng tiền. Bye. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bye Ngọc Hoàng. Trên đường đi chùa về á, bạn Phượng rủ tới nhà ăn bánh xèo. Bây giờ Phượng tới nhà bạn Phượng ăn bánh xèo. À, Phượng mới đi Thiên Long Sơn về á, nó bụng hồi nãy ăn cái món gì ở trên Thiên Long Sơn nè. Bún mắm chay. Trời ơi, nhưng mà ăn thấy ngon quá, giờ còn no mà đi tới đây rồi thấy cái dĩa bánh xèo này nhìn thấy hấp dẫn quá trời luôn à. Nhìn á hả, muốn ăn liền luôn á. Ở đây nè, đây có một cái nãy gì, gỗ gao. Trời ơi, gỗ gao nhìn thấy còn hấp dẫn hơn nữa. Nhìn là muốn ăn. Thôi bây giờ mình chuẩn bị mình lấy dĩa ra rồi cái mình mời mấy bạn mình ăn ha. Tất cả các bạn ăn bánh xèo với Phượng nha. Hôm nay Phượng có lộc ăn nhờ đi lên Thiên Long Sơn về cái bạn Phượng cũ lại ăn bánh xèo rất là ngon nè. Bánh xèo thơm ơi là thơm luôn á, thơm từ trong ra ngoài, thơm lẫn cái vị mà cái tình nữa. Trời ơi, ăn bánh xèo mà nhớ tới Phượng, rủ Phượng tới nhà ăn, Phượng cảm thấy trong lòng mình ấm áp làm sao á. Các bạn ăn với Phượng nha. Nè. Đó, bây giờ Phượng chấm Phượng ăn nha. Rồi mình ăn mà mình thấy trong lòng mình ấm áp lắm bạn. Các bạn ơi, ăn cái nha. Ngon lắm luôn à. Rồi. Các bạn ơi. Ngon quá. Các bạn thấy chuyện gì xảy ra không? Phượng ăn một dĩa bánh xèo hết trơn rồi. Mà bây giờ chỉ còn mấy miếng chanh thôi à, tại vì chanh chua quá ăn không được, chứ nếu mà ăn được là cũng ăn hết trơn rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ ở đây nè, nửa trái dưa hấu cũng làm láng luôn rồi. Bây giờ đi không nổi rồi, tính lát ghé chùa nữa nè. Bây giờ mình đi vòng vòng dạo dạo để cho xuống rồi dẫn một chút cũng quay chia sẻ cảnh chùa cho tất cả các bạn xem. Phượng vừa ăn bánh xèo xong thì có cái chị này nè, chị yêu mến Phượng, yêu cái kênh Phượng Cali USA á, chị tới đây chị ngồi chị chơi, chị chia sẻ. Chị ơi, chị tên gì hả chị? Tên Mai. Dạ, có chị Mai á, chị thích Phượng làm cái kênh YouTube. Phượng rất là vui mừng khi được chị đón nhận cái kênh của em. Em rất là vui luôn á. Chị ở gần đây hay gì? Ở đằng trước nè, ở chung đây, ở khu này. Dạ. Dạ. Em thôi kệ, cũng ráng làm nhiều cái YouTube lên cho chị em ta coi nha. Dạ, em cũng cố gắng hết mình và em quay những cái tin tức hay để chia sẻ cho chị và tất cả các bạn trong nước và ngoài nước xem. Đó, Phượng rất là vui ha các bạn. Tự nhiên cái từ ngày cái mình làm kênh YouTube nè, có mấy cái chị mà từ trước giờ mình không có biết mà tự nhiên giờ cái biết với nhau, cái gặp nhau, cái chị em giống như thân thuộc ở trong nhà vậy đó. Phượng thấy Phượng quý vô cùng luôn á. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Có chị. Chùa Đức Viên nè, Phượng gặp được cái anh này nè. Anh thấy Phượng làm kênh YouTube á, anh xin cái kênh của Phượng là gì thì Phượng nói là Phượng Cali USA. Thì hôm nay Phượng rất là vui, đi tới đâu cũng gặp được cái khán giả mà ủng hộ Phượng. Rồi bây giờ Phượng chia sẻ cái kênh của Phượng cho anh biết. Em rất cảm ơn anh nhiều lắm nha. Chào có anh mà em được thêm khán giả. Dạ. Mừng lắm. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, không có gì đâu Phượng. Dạ. Bye.
YouTube. Mà này vậy chứ thấy ghét bỏ lắm á. Sư phụ thương quá lên đó. Cái đó. Trời ơi, nhiều đấy. Khi thấy bỏ thấy thương lắm. Cái này em nói thiệt á, Phượng đi tới chùa Đức Viên và Phượng tình cờ gặp được anh này. Dạ anh tên chị là anh Trí ạ. Dạ anh Trí. Dạ trong cái mùa Covid, Covid này khi anh ra đường á thì anh có ngại gì không Trí? Thiệt sự là mà từ hôm giờ lúc đầu á thì mình có sợ thiệt, nhưng mà sau một thời gian rồi đó thì mình thấy cảm thấy mình tự tin hơn khi mà mình đi ra ngoài mình đeo khẩu trang, hoặc là mình phải tự bảo vệ chính mình, là mình phải giữ vệ sinh an toàn. Dạ. Và cái đó là chính hết. Và mấy hôm nay thì tình hình san xê mình là cháy rừng nhiều quá, thì anh có cảm thấy là lo sợ băn khoăn gì khi cháy rừng ở vòng vòng chỗ mình ở không anh Trí? Thì thiệt sự cháy rừng thì nó cháy rất là lớn, nhưng mà nó chưa có vô tới trong cái khu vực mà mình ở, thì mình cũng chưa có gì là lo sợ hết, nhưng mà thiệt sự thì thiệt hại rất là lớn, tại vì nó cháy rất là trên 1.000 acre luôn, mà rất là lớn luôn. Rồi thì nó cũng thiệt hại rất là nhiều cho những người mà ở cái vùng mà gần núi gần rừng đó, còn mình trong thành phố thì vẫn an toàn, mình chỉ bị là khói bụi thôi. Dạ, vậy là em với anh hôm nay là cùng một ý là đi tới chùa cầu nguyện cho Covid qua và cháy rừng đừng có cháy lan truyền, để bà con mình yên tâm mà ở nhà hay hoặc là đi đâu cũng không có lo sợ hết anh ha. Dạ, đúng rồi đó. Rồi hôm nay là cũng muốn tới đây rồi mình cầu nguyện cho hai cái luôn, vừa cháy rừng và vừa Covid, rồi cho mọi người được an toàn. Dạ, em cảm ơn anh Trí rất là nhiều và em hẹn gặp lại anh lần sau nữa. Và em cũng muốn gặp anh hoài hoài luôn à. Nhờ có anh mà cái kênh của em sống động hơn nữa, bà con cô bác thích xem hơn nữa. Em rất là mừng, em thành thật cảm ơn anh Trí nhiều lắm. Rồi, cảm ơn. Dạ. Hôm nay đi tới chùa thì trong chùa cầu nguyện, Phượng cảm thấy tâm hồn thoải mái và Phượng cũng cầu mong cho thế giới bình an, Covid trôi qua và cháy rừng đừng có cháy nữa. Đó, trong chùa đang tụng kinh niệm Phật đó các bạn. Phượng tới, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả các bạn xem đó. Xem đó. Và tới đây Phượng đọc được cái câu tâm bình thế giới bình. Cái câu này nghe mộc mạc, đơn sơ nhưng mà thấm đậm vô lòng mình. Cái tâm mình tới đây là mình bình rồi, nhưng mà cái thế giới thì theo Phượng nghĩ lúc này thì chưa có bình, tại vì Covid rồi vòng vòng nhà Phượng thì cháy rừng, cho nên Phượng cũng cầu mong là sao cho ổn định để nguyên thế giới bình và vòng vòng nhà Phượng cũng bình an luôn. Nãy giờ video của Phượng dài lắm rồi và Phượng xin khép cái video lại ở đây. Phượng hẹn tất cả các bạn vào trong những cái video kế tiếp. Phượng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi.